Xin mến chào toàn thể đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em nha. Rồi, cây cảnh giá rẻ đã trở lại và giao lưu với cả nhà một số phôi mai. Hôm nay rồi có những hoa chùm luôn cả nhà nha. Thì những lô rất là đẹp cả nha. Hôm nay lô về những lô cây cũng khá là ưng ý cả nhà. Rồi, mở bát đầu tiên với cái mã là T1 của chúng ta, một gốc lùng lực cả nhà nha, một gốc lùng lực. Cây rất hay cả nhà, tài cành khá là đều, bộ rễ khá ổn luôn. Giá giao lưu mở bát là 900k, bao gồm phí vận chuyển và bao sống vào trong số đó chị. Cây khá là trọng cây cả nhà ha. Hoành 42. Hoành là 42. Cao 38. Cao là 38. Bầu đế 39. Bầu đế 39 xoay vòng chơi. Giá rất không nghị thôi cả nhà ha. Rồi, mở bát đầu tiên nhanh gọn lẹ đi cả nhà ơi, 800k luôn đi cho nhanh. Đó, 800k luôn. Đó. Lấy 8 luôn cho đẹp cả nhà. 800k. 800k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cho cái mã là H1 của chúng ta. Đó. Ôi sorry cả nhà, T1 cả nhà. Đó, rồi em sẽ xoay vào cái đây. Ở đây nó có miếng lũa xíu ở nhà nha. Vậy nào cả nhà, có miếng lũa như này. Rất là nông, nước đây là đang động đây cả nhà. Đó, rất là nông cả nhà ha. Rồi. 800k cho cái mã là T1, em xin phép xuống clip tại đây. Rồi tiếp tục đến với cái mã là T2 của chúng ta luôn cả nhà, một cây giót rất là đẹp cả nhà ha. Vào trong số đi chị ơi. Tàn mâm xôi luôn cả nhà ơi. Rất là đẹp cả nhà. Hoành 50. Hoành là 50 cả nhà mình nha. Cao 77. Cao là 77. Bầu đế 44. Bầu đế 44 xoay vòng chơi. Rồi với một cây to như thế này, em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1200k. 1200k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. 1200k cho cái mã là T2. Phía phần này là trong đây là nó. Đây phần này có lũa trong này cả nhà nha. Phần này chúng ta bị chám ở nhà nha. Đó, chám như thế nào thì cứ alo em. Dễ lắm cả nhà. Quan trọng con cây khủng trời chỉ có 1200k. 1200k thôi cả nhà mình ơi. Rồi, em xin phép xuống clip tại đây cả nhà mình nha. Rồi tiếp tục đến với cái mã là T3 chúng ta, một cây đế rất là đẹp cả nhà. Đây, đế quấn luôn. Xoay vòng chị cho cái nhà ngắm bầu đế chị. 1 2 3 4 5, rễ full bầu luôn cả nhà ha. À, cây rất ok cả nhà nha. Nó một cây tàn rất là đẹp luôn cả nhà. Nó vòng số đi chị, tàn rất ok cả nhà ơi. Hoành 47. Hoành là 47. Cao 59. Cao là 59 cả nhà nha. Bầu đế 40. Bầu đế 40. Rồi, với cái mã T3 này em xin được phép giao lưu với cả nhà là 1100k. 1100k luôn cả nhà ơi, 1100k cho cái mã là T3 của chúng ta. Giá rất rẻ dễ chơi cả nhà, quan trọng là bao sống cả nhà nha. Bên em bán cây là bao sống cả nhà nha, xuống tiền là có cây cả nhà nha. Em xin xuống tiếp tại đây cả nhà. Rồi tiếp tục đến với cái mã là T4 chúng ta, một gốc siêu lùng lực vào trong số đó chị. Cây đặc luôn cả nhà ha. Siêu lùng lực luôn cả nhà. 42 hoành. Hoành là 42 cái nhà mình đây. Cao 30. Cao là 30. Bầu đế 35. Bầu đế 35 xoay vòng chơi. À, rất lùng và rất là lực luôn. Đó, một củ luôn cả nhà ơi. Rồi với cái mã là T4 này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1000k. 1000k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống, một gốc siêu lùng lực cả nhà ơi, một gốc siêu lùng lực em xin tất tới đây ạ. Tiếp tục đến với cái mã là T5 của chúng ta, là một gốc rất là đẹp luôn cả nhà, rất là lực luôn cả nhà. Quá dữ cả nhà, gốc này rất là độc lạ cả nhà ha. Vào đường số đi chị. Ngay cái đoạn nó phình đẹp quá cả nhà. 43 hoành. Hoành 43 chị đo ngay chỗ phình đó chị. Ngay chỗ phình là 49 cả nhà nha. Cao 42. Bầu đế 38. Bầu đế 38 xoay vòng chơi. Quá hay rồi cả nhà ơi. Cây gì mà nó hay quá hay rồi nha. Rất là lực cả nhà ha. Lực lắm cả nhà, đặt luôn cả nhà ha, đặt luôn. Quá hay cả nhà ơi, quá hay luôn. Cây lên chi quá đẹp cả nhà. Đế quá. Đế rất là đẹp luôn. Phình. Quá đã, gốc đặc biệt cả nhà ha. Rồi với cái mã là T5 này em xin được mang phép vô luôn cái nhà là 2200k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cả nhà nha. Em xin phép xuống tiếp tại đây. Tiếp tục đến với cái mã T6 là một gốc siêu lùng lực luôn, như là búp sen luôn cái nhà.
Rồi, quá dữ, quá dữ rồi. Wow, con số đi chị. Đây là mai chùm cả nhà nha. Tính từ đây đổ về sâu, tất cả đây là những cây mai chùm. Đó, thấy nụ hoa mới bao. Nào có, nó có. 34 hoành. Hành 34. Cao 35. Cao là 35. Bầu đế 34. Bầu đế 34 xoay dòng chị. Đó, mai chùm, hoa chùm cả nhà nha. Rất ok luôn, gốc này rất ok luôn cả nhà ơi. Đó, hoa chùm. Rồi, với một gốc hoa chùm như này em xin được mang phép giao lưu với cái nhà là 1100k. Đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sóng, một gốc rất là đẹp, đế khủng luôn nha. 1100k, 1100k cho gốc mai chùm này em xin phép xuống được tại đây ạ. Rồi, tiếp tục đến với cái mã là T7 chúng ta, một cây bay đặc sắc luôn cả nhà ơi. Một gốc mai hoa chùm độc lạ luôn cả nhà ha. Vào trong số đi chị. Tuyệt đẹp luôn cả nhà ơi. Bay cực kỳ là đẹp luôn cả nhà. Ồ, đúng rồi, rồi. Hoành 45. Hoành là 45 cái nhà nha. Bay 1 mét. Bay là 1 mét cái nhà ơi. Cao 48. Cao 48. Bầu đế 42. Bầu đế 42 xoay vòng chơi. Tay cành chia đều quá cả nhà. Gốc bay đẳng cấp rồi nha. Bay tự nhiên luôn nha. Quá dữ, quá dữ cả nhà ơi. Gốc bay đẹp quá, đẹp quá nha. Đó. Xoay chị. Quá đỉnh cái nhà. Quá độc đáo luôn nha. Gốc bay quá đẹp luôn. Này đây cả nhà, em sẽ tiến sát vào. Có những cái hang hố hầm. Đây, những cái đường nét này cả nhà. Như là nhân tạo nha ha. Đây, lột tả là cái độ già. Lột cái độ quái của cây luôn nha. Xoay chị. Đây cả nhà. Có những cái miếng lũa, đường lũa này rất đẳng cấp đó nha. Lũa này, lũa tự nhiên rất đẹp nè. Lũa đẹp lắm nha nha. Lũa đẹp lắm. Bên đây nó bị khúc. Ai. Chị vào thông số là chị thấy cây này to lắm hả chị? Cây đẹp quá cái nhà. Rồi ngay vị trí đúng rồi. Rồi đúng rồi, chuẩn rồi, 45 hành chuẩn rồi. Đẹp quá cái nhà. Đây. Bay đẹp quá cái nhà ơi. Rồi, với một gốc bay hoa chùm như thế này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 3000k, đã bao gồm phí vận chuyển và quan trọng hết là bao sóng cả nhà nha. 3000k trong gốc bay rất là đẹp luôn nha. Cái này làm tác phẩm là cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Chuẩn luôn cả nhà ha. Rồi đánh tàn lên là lụm liền cả nhà, rất là đẹp. Chỉ có 3000k cho cái mã là T7. T7 của chúng ta. Tiếp tục đến với cái mã là T8 của chúng ta, một gốc lùng lực cả nhà nha. Hoa chùm đặc sắc cả nhà ơi, vào thông số đi chị. Chị đo hai thông số đi, đo ngay chỗ khoảng đó cho cả nhà biết luôn. Xong đó dưới luôn. 51 hả? Ngay vị trí 51 cả nhà nha. Em sẽ đeo lòn xuống cổ rễ đo một size dưới đây nữa. 41. 41, ngay vị trí dưới là 41 cả nhà nha. Cao 35. Cao 35. Bầu đế 36. Bầu đế 36, xoay vòng chị. Cây này có một cái tàn phình ra rất là đẹp cả nhà. Đây cả nhà. Quái quăm cả nhà ha. Đây. Rồi, với một gốc mai chùm thế này em xin được mang phép giao lưu với cái nhà là 1100k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sóng cả nhà nha. Với cái mã là T8 chúng ta. Rồi, tiếp tục đến với cái mã là T9 chúng ta, một cây gián thú mẹ bồng con luôn cả nhà ơi. Mua một cây tặng một cây luôn cả nhà. Vào thông số đi chị. Hoa chùm chơi đinh cả nhà nha. Hoa chùm chơi đinh là rất ok của nhà. Hoành 37. Hoành là 37 cái nhà ơi. Cao 38. Cao 38. Bầu đế 39. Bầu đế 39, xoay vòng chị. Rồi, với một gốc thú này em xin được mang phép giao lưu với cái nhà 1400k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sóng. 1400k cho cái mã T9, em xin phép xuống nước tại đây ạ. Tiếp tục đến với cái mã là T10, một cây rất nghệ thuật cả nhà. Quái nghệ thuật cả nhà ha. Vào thông số chị. Cây nhìn hấp dẫn quá nha. Rất đẹp cả nhà. Quái quá quái. Hoành 40. Hoành là 40. Cao 36. Cao 36. Ừ, bầu đế đo chiều ngay hết hết size của người ta để mua chậu dễ chị à. Chị đợi cái thước ở trên cũng được nữa, bằng là được rồi. Bầu đế 46. Bầu đế 46 cả nhà nha. Bầu đế siêu quái cả nhà. Cây này rất là mạnh cả nhà nha, có thể về ghép ngay vẫn được. Cây này bầu đế quá khủng khiếp cả nhà. Đó. Quái cả nhà, xoay chị. Rễ nôm quái,
giống giống xanh si đa cả nhà ha, rất đẳng cấp cả nhà, cực kỳ quái, để bàn là hết ý luôn cả nhà, cái này để bàn là vip luôn cả nhà, quá xuất sắc. Rồi với một gốc quái như thế này em xin được mạn phép với giao lưu với nhà là 1800k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống một gốc siêu quái hoa chùm cả nhà nha, hoa chùm chúng ta trên chơi rinh cả nhà ơi, giờ mà nhảy hoa lắm cả nhà nha. Rồi em xin phép xuống clip cái mã là T10 của chúng ta. Tiếp tục đến với cái mã là T11 của chúng ta, một gốc hoa chùm tàn mâm xôi rất lực cây đẹp cả nhà, vào số đi chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này nó dính liền nhau luôn cả nhà ơi, không phải dính liền mà vô nằm sâu với nhau hai. Hoành 50 cả nhà nha. Nó hình như là nó gần như là một cây luôn. Cao 35. Cao 35. Bầu đế 38. Bầu đế 38 xoay vòng chị. Cả nhà. Đẹp lắm cả nhà. Tàn cực kỳ đều luôn. Rất lực cây luôn cả nhà. Với cái mã là T11 này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà một cây hoa chùm 1600k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống. Rồi, một cây hoa chùm rất là đẹp, bầu đế khủng. Tàn mâm xôi, về ghép vô lụm thôi cả nhà. Em sẽ thấy xuống clip cái mã là T11 cả nhà nha. Rồi, tiếp tục đến với một gốc mai hoa chùm siêu đẹp cả nhà. Cây chuẩn bonsai luôn cả nhà. Cây này chuẩn bonsai luôn, rất lực cây cả nhà, vào trong số đó chị. Cây quá đẳng cấp cả nhà. Hoành 60. Hoành là 60 cả nhà nha, cây rất lực cây cả nhà. To khủng khiếp luôn. Cao 47. Cao là 47. Bầu đế 48. Bầu đế 48 xoay vòng chê. Cây quá đẳng cấp cả nhà. Rồi, chuẩn bonsai cả nhà ha. Quá đẳng cấp rồi. Rồi, anh em nào có yêu thích cây mai hoa chùm này hãy điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại 0948 016 160 để biết chi tiết về cây cả nhà nha. Em sẽ tập xuống tiếp tại đây ạ. Rồi, tiếp tục đến với một gốc mai hoa chùm độc lạ cả nhà nha. Đó, với cái mã là T13 của chúng ta. Vào số đi chị. Cây rất hay cả nhà. Cây chúng ta làm dáng văn nhân khủng. Văn nhân mà khủng luôn cả nhà. Cực kỳ là to luôn cả nhà. Hàng độc lá quá độc cả nhà. Đánh một cái tàn rơi. Hoành là 40 cả nhà. Đánh một cái tàn rơi lụm thôi. Ở dưới nó nhỏ mà trên nó phình đá mà. Cao 1m3. Bầu đế 44. Xoay vòng chị. Đây cả nhà thấy đoạn lắc không cả nhà. Đó, cực kỳ độc đáo cả nhà ha. Cây khủng luôn cả nhà, độc đáo lắm cả nhà. Cái này đánh xuống cái tàn văn nhân, trời ơi nó đã dịnh thương yêu gì đâu cả nhà. Đó, có mấy cành hậu phía sau nữa. Cây đặc tu sạch sẽ luôn cả nhà. Quá đẳng cấp cả nhà. Hàng độc lạ cả nhà. Rồi, em xin phép được xuống clip tại đây cả nhà mình ơi. Tiếp tục đến với cái mã là T14 của chúng ta cả nhà ơi. Đó, một cây như là cái lục bình như cả nhà, độc lạ ha. Đó, tông cao quá trời độc lạ cả nhà. Ngay đoạn giữa nó phình ra một củ rất là đẹp cả nhà. Vào một số đi chị. Đó dưới sông đo ngay chỗ phình luôn chị. Cây quá hay cả nhà. Hàng đặc biệt cả nhà ha. Hoành 35. Hoành là 35. Một cây mai hoa chùm ngay chỗ phình đó chị, trên đó. Ở trên. Ở trên. Ừ. 43. Hoành ngay chỗ phình là 43 cả nhà nha. Cao 94. Cao là 94. Bầu đế 36. Bầu đế 36 xoay vòng chị. Rất độc lạ cả nhà ơi. Đây 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 đây. Rất là độc lạ luôn nha ơi. Hay quá hay à. Cây này dáng chơi hay quá. Quá đẳng cấp cả nhà. Giống mấy cây bao báp quá cả nhà ha. Rồi với cái mã là T14 đã kết thúc clip tối hôm nay. Em chúc cả nhà có một tối nhiều niềm vui và sức khỏe. Cả nhà hãy nhớ xem hết clip, cả nhà hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp em cả nhà nha. Đó, nhớ like và subscribe, đăng ký, chia sẻ giúp em để kênh em có động lực để em mang về những nhà những tác phẩm đẹp hơn cả nhà nha. Bên em bán bao sống rất là tình cảm luôn cả nhà. Bên em là bán cây là bao sống. Nó mọi cái nhà xuống tiền là bảo đảm là có cây nha. Nó cái này chân tình nha. Đó. Rồi một lần nữa em chúc cả nhà có buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe. Cả nhà hãy có chút cây thì hãy nhớ cọc cho em 1-200 gì đó. Anh em mới mua thì cọc cho em 1-200 để làm cái niềm tin để em gửi cây nha. Chứ đừng như cái anh Dân, em chỉ nhắc là anh Dân thôi, ở Hà Nội nha, anh ở thủ đô mà anh chơi bèo quá. Có một cây mà giao lưu mà hành hạ em cả một tuần luôn cả nhà, mà cuối cùng là cái người shipper giao tới là không nhận, không hiểu mà như thế nào luôn nha.
sống mà không biết sao luôn, không hiểu nổi luôn. Nhắc sơ thôi, nói anh Dân ơi, đừng có làm gì tội nghiệp người ta lắm anh Dân. Mang cái cây về núi rừng về rất là khổ rồi ha. Mà anh kêu em á, cho anh một hộp thuốc kích rễ, em vẫn cho ok luôn anh à, 100.000 đó anh, mà vẫn cho anh luôn, rất là tình cảm, bán cây bao sống cho anh một hộp kích rễ luôn. Mà anh nỡ lòng nào mà anh đi bơm một cái cây như vậy anh, em không hiểu anh suy nghĩ sao nữa. Thà nói là không nhận từ đầu đi, rồi em chuyển cây về, trên cái dây dưa anh hành hạ người ta như vậy không biết được cái gì nữa, không biết em có đụng chạm anh không nữa. Em đã bán cây bao sống như vậy là chơi là rất là chất phát rồi, mà anh còn làm cái kèo này. Chưa thấy thà nói là anh bơm á, anh nói thẳng vậy đi thì anh bơm đi, tại cái dùng vằn dùng vằn xong rồi tới người ta mang tới cho anh đó là nói không nhận, mà trong khi anh năn nỉ em học kích rễ em vẫn ok anh ơi. Đó, bán cây giá rẻ bao sống cho anh hợp kích rễ luôn đó, nó nhà anh nhiều cây lắm đó, cho anh hợp đi anh xài vẫn ok, anh em đam mê chia sẻ với nhau. Mà anh chơi không lại à, thua chơi không lại, anh đừng làm gì nữa nha. Rồi anh em nào có giao lưu thì thôi, em cũng không đọc số sao làm gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Trái đất tròn mà, nhân quả nó tới ngay mà, không sao. Rồi anh em chúc cây hay điện thoại trực tiếp em qua số tội 0948 016 160, đây là những gốc mai chùm anh em nha. Rồi em xin phép xuống tiếp tại đây cả nhà.